Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Thế Hùng Crypto. Các bạn thân mến, thì ở cái video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái đáp án chính xác của cái dự án Tham Farm để chúng ta nhận về 100.000 điểm POI của ngày 18 tháng 7 năm 2024 các bạn nhé. Và đây là một cái dự án khá là ngon, nên chứ bạn nào mà chưa tham gia thì mình sẽ để link đăng ký ở dưới phần mô tả của video để các bạn kích tham gia. Tham gia ở đây thì chúng ta sẽ bằng cái cách là chúng ta sẽ điểm danh, và chúng ta cũng sẽ là 6 tiếng đồng hồ thì chúng ta sẽ vào, chúng ta thu hoạch một lần, chúng ta sẽ cờ làm cái phần thưởng của mình. Ngoài ra thì ở cái phần nhiệm vụ thì nó sẽ có các cái nhiệm vụ hàng ngày, ví dụ như là join vào các cái nhóm Telegram để chúng ta nhận được cái phần thưởng là 100.000 điểm POI. Mời bạn bè tham gia, và ở đây thì chúng ta sẽ được hưởng khá là nhiều cái cấp độ, nhiều cấp độ, nhiều tầng các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ nhận được rất là nhiều cái điểm POI từ cái dự án này. Và ở đây thì nó sẽ có cái nhiệm vụ hàng ngày, đó là chúng ta sẽ trả lời các cái câu hỏi. Ở đây mỗi một ngày nó sẽ có một cái câu hỏi ngẫu nhiên để chúng ta nhận về 100.000 điểm POI. Câu hỏi của ngày hôm nay là cái đồng token tham của dự án là ra mắt lên sàn vào ngày tháng năm nào, thì cái đồng tham này thì lên sàn bắt đầu từ ngày mùng 5 tháng 1 năm 2017 nhé. Thì cách trả lời thì các bạn kích vào có cái quyển lịch ở đây này, quyển lịch ở đây này, thì các bạn chọn cho mình năm trước, các bạn chọn là 2017 trước. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn tháng, tháng thì các bạn chọn tháng 1 nhé. Chúng ta sẽ chọn tháng lần lượt là cứ từ tháng, năm, tháng và ngày đó. Và ngày ở đây thì là ngày mùng 5 nhé, các bạn sẽ chọn ngày mùng 5 cho mình này. Rồi các bạn nhấn trả lời này. Ok, như vậy là đã trả lời đúng nhé. Thì là chúng ta sẽ là claim 100.000 điểm point. Các bạn kích vào claim này. Đó, cách là khá là đơn giản. Và trong cái thời gian vừa rồi ấy, thì mình cũng đã có một cái video hướng dẫn cho các bạn là kết nối với cái ví ton ấy. Những cái bạn nào mà chưa kết nối ví ton thì chúng ta kết nối ví ton để chúng ta nhận Aerobe nhé. Trong cái thời gian tới thì dự án sẽ phân phối Aerobe, thì họ sẽ trả cái đồng token về cái ví mà của chúng ta mà chúng ta đã liên kết ở đây. Khi các bạn kết nối ví xong thì nó sẽ có cái địa chỉ ví nó nằm ở đây nhé các bạn nhé. Như vậy là chúng ta đã kết nối ví thành công á. Và đặc biệt là ở trong cái phần 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 ôm này thì nó sẽ có cái phần staking ấy. Những bạn nào mà chưa gửi staking thì chúng ta có thể gửi staking ở đây để chúng ta nhận cái lãi khá là cao các bạn nhé. Đây nó sẽ có các cái gói, ví dụ gói 3 ngày chúng ta nhận nhận 3%, 15 ngày thì chúng ta sẽ nhận 10%, 4 năm ngày thì chúng ta sẽ nhận 35%. Thì mình cũng đã là có mua một cái gói là 15 ngày là được nhận 10%. Ở đây các bạn nhìn thấy ở đây này. Đó là mình đã gửi gửi hết tổng cái số dư của mình để mình nhận cái phần lãi đó. Thì những bạn nào mà có cái đồng này thì chúng ta có thể là thừa tham gia, chúng ta gửi sớm để chúng ta nhận được kiếm được lãi mỗi một ngày bằng cái cách là chúng ta có thể là gửi staking. Rồi ok, video này thì mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình, và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau nhé.